Sơn đang ăn gì anh Sơn? Ăn bánh canh anh. Ngon không? Ngon. Bánh canh gì hả? Bánh canh tôm. Đi núi thấy vui không anh Sơn? Rồi vui anh. Còn trắng là anh Sáu, còn trắng. Năm nay nhiêu tuổi anh Sơn? Nhiêu? 22 anh. Nhiêu? Nhiêu nói lại coi. 22. 22. Rồi năm ngoài năm gọi nhiêu? Năm gọi 27. Tuổi cũng trời sụt dữ không? Ê, anh Sưng. Sưng đang bánh canh đây. Ngon không? Lâu anh Sưng lên núi ăn bánh canh nha. Ngon. Hỏi từ từ. Ơi để ở đâu ạ? À? Tới đây ạ. Dạ 3 năm kia nó lại. Đi hả? Rồi đi núi với ai? Đi với anh Phạm nè. Đi anh Phạm hả? Rồi đi vui không? Vui. Rồi ăn bánh canh ngon không? Ngon. Ngon hả? Còn ai nấu cho anh? Từ từ nha. Dưa muối thôi nhịn xuống đây, thôi anh Sơn. Nam mô Di Đà Phật đi. Thằng này nó bình tâm thần ông ngại thôi. Biết chứ. Thân điên khùng thế gian tạm giết, kiến rượu nồng chẳng nghi đêm mà say, say lê mê lên mất tối ngày, say đạo pháp say mùi hương khói, biết chừng nào chúng sanh đi vượt khỏi đi bể ấy hà, trước bọn vàng đi lao sai như xưa, nhầm lúc quỳnh bào chẳng di ngộ sai câu thành tơ, quyết đưa chúng về nơi non thú tàu lư bồng, ngõ hồi quân tiên khương tử nha vì còn phiền câu không ngăn chờ non phần gai, thuyền bát nhà ta cầm tay lái quyết đưa người khỏi bên sông
mê nên phải đành mang lúc làm hề, mặc ba tánh khen chê cũng nghĩ phải. Chí quân tử lòng nhân nghi dạng đại, dốc làm sao gió mặt tan bồng. Nghiêng hai vai gánh nặng non sông, vớt chăm họ lòng than ngỡ bể khổ. Dĩ như loài xanh cầm hội ôi, còn thương nhau lại muốn chi người. Đứa hai lòng sao chẳng hỏi ngươi, đáng thùa thẹn với câu cùng con. Dấu bút tích tuôn bay theo gió, học sách chi phỉ mang ông cha. Thấy dân tình xem giảng ngâm nga, lão xót giả đôi lời chẳng nghi tô. Đức không thánh người sanh nước ơi lộ vui, ngày còn xưng cuộc quyên giả hồ. Xa chi lời đạo chức tục trô, kẻ ngu sừng khi người nhân đức. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi kính mời phái đoàn tiếp tục thẳng tiến luôn. Chào anh Sơn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ chào buổi sáng nha, phái đoàn vui vẻ đi được thuận lộc bình an nha. Xe. Dạ. Chú ơi hơi trước coi dùm dọn xin dùm anh nghe chú ơi. Có, dạ có vậy đăng lên mình coi được nè. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi kính mời phái đoàn mình tiếp bước luôn. Dạ sáng nay đoàn của chúng ta sẽ viếng chùa Vạn Linh. Rồi mình bữa nay mình đi cái tướng cho đẹp nghe, đặng lên tàng hình luôn đó nha. Dạ. Bóng chân cây đỡ ban đêm, cầu ăn nhà bà lại tim mời hoài. Cùng ngồi nói chuyện quá dài, bị lòng bạc ngái nói hoài không thôi. Rồi kính mời quý vị ở phía sau mình tiếp bước luôn. Chờ nổi nước cấm. Chờ mây nước cấm. Sơn, chậm lại. Đi chậm lại chờ cô Nghĩa. Rồi tiếp tục luôn đi. Đây rồi, che bà con ơi. Anh Nghĩa dắt chùa Vạn Linh, đừng có cho vô cổng liền nha. Anh dắt tới cái cổng chùa rồi chờ đoàn tới hãy vô lượt nha. Tới luôn mà con ơi.
đi 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 với ai? Đi với đại phận nè. Đại phận. Xe 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 bà con luôn. Dạ có đi không? Dạ có đi không? Dạ con đi làm mày ông ngoại. Đi làm mày là có đi lại á. Rồi chứ này về lên Facebook coi à, chắc dính nhau chào đây dữ lắm luôn rồi dính gì lắm à chết luôn rồi đau bụng quá chắc giờ cười bài đi ăn con đi dừng lại bà con ơi. Đoàn tới chùa Vạn Linh ở Nông Cấm. Bà kệ nè, bà chụp hình đây kìa. Đúng rồi, chụp đi. Chụp em mãi người ta chứ chưa đã pin ra mà chụp chị không nổi. Mẹ mày khùng, mày tâm thần, mày nói chuyện tào lao. Mẹ khác mà hàng tào lao. Thử luôn. Thử luôn. Ta chưa chụp mà mã hàng trước rồi. Thấy không, thấy tình vừa tạo tao nói chuyện, đâu có luôn. Chưa chụp mã hàng đâu rồi. Kỳ cục đi ha. Hàng tào lao. Này, đó, anh Sơn ở đâu đi anh Sơn? Ở Ba Long Khiên á anh. Rồi cho chàng có tay đi. Đi đi vui không? Vui. Này đang đất này đang đi đâu hả? Đi núi anh. Biết trơn à. Nói gì hả? Núi Ông Cám. Ôi biết trơn. Để tay xuống. Năm nay nhiêu tuổi rồi? 2 tuổi anh. Tuổi. Lớn tuổi quá ha. Anh Nghĩa ơi, dạ hỏi phái đoàn mình đang đâu anh Nghĩa? Phái đoàn ở Lai Dung. Đi bao nhiêu người Quỳnh? Đi 150 người rồi. Dạ đi mấy ngày? Đi 4 ngày. 4 ngày. Dạ. Bà con đi ai cũng vui vẻ hết á Quỳnh. Rồi kính mời quý vị lần bước vô. Kè anh Sơn đi với anh Nghĩa. Rồi quý vị mình thêm vé vô rồi quay liều lên cho đẹp nha. Mình vô cửa một là quý vị vô cửa thôi. Vô cửa một cho đẹp. Từ từ anh tặng. Tin mình 2 tuổi mà em bé này 4 tuổi 3 tuổi rồi. Anh tặng quay gì anh tặng có nói gì không? Cô bác đi vui không? Vui. Vẫy tay chào ơi. Cái này về lên hình đẹp lắm luôn. Chạm đi. Chậm thôi, tôi đi ve không à. Mấy thằng đi, mấy thằng. Đó giờ có thấy ông quay phim nào đi ve không? Có, mình đang mới thấy đây. Mới thấy luôn. Lên mấy cảnh mấy cây tùng này đẹp lắm nè. Mấy đi về bắt đi đẹp thiệt. Quá đẹp luôn. Vui không anh Sơn? Vui. Đi hả? Nhiều bà thương dữ trời. Đi con. Trời chứ. Anh Sơn đi với ai anh Sơn? Chùa. Đây tới trời dặn lên nè bà con ơi, chậm lại bà con ơi. Rồi vô luôn. Anh Sơn đoàn đang đi đâu anh Sơn? Đi núi anh. Giấc này đi ghé đâu? Ghé chùa dặn lên nè. Trời ơi hay quá ha. Biết trơn luôn. Đi tới luôn. Sơn. Chậm lại. Rồi mời quý vị lên chùa đấy luôn. Các
lên luôn. Rồi lên chùa luôn, lên chùa luôn. Tặng cho chồng hướng dẫn cúng đây cái chùa, cúng tượng Quan Âm kìa. Cầu nguyện cái đi. Lên nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng tôi cùng toàn thể các bạn chị em từ phía hôm nay sáng ngày 3 tháng 2 đoàn hành hương trở về thì Công Sơn cũng diện trước là Quan Âm. Giờ đây mà quý vị hướng về Quan Âm Bồ Tát đồng cảnh lễ ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, đồng nguyện xuống. Chắp tay đưa lên trán nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Được biết hôm nay sáng ngày mùng 3 đoàn hành hương chúng con trở về Thiên Trọng Sơn, chúng con nguyện cầu ơn trên Đức Phật, Đức Thầy cùng trong qua các ngài đồng gia hộ cho thế giới hòa bình, chúng sanh được an cư lạc nghiệp. Cầu nguyện cho cổ quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực dẫn Tây Phương. Cầu nguyện cho dịch bệnh sớm vượt qua mau. Cầu nguyện cho phái đoàn chúng con khi đi khi dời giải hết quả căng, bệnh tật kế trừ, tai qua nạn khỏi, mạnh gọi bình an, tu hành vinh tấn cho đến ngày viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật, xa lại cũng lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Cúng lại xong đồng cúng lên, mọi người xá ba xá, mô đạo Phật, mô đạo Phật, xong. Rồi kế tiếp quý vị mình mang dép mình đi thẳng thẳng dài vô chánh điện luôn ha. Vô mình lên trên tháp đi, đừng bên đây nè. Cây này là cây gì để hả? Cây tùng. Cây tùng ha. Dạ. Cây ba là thầy mà. Bây giờ mới lấy cho chồng. Không, hồi đó ba chồng. Chút xíu nữa mình tới cái thiền mình để dép để nón phía dưới lên trên tay không là mình không. Mời quý vị đi thẳng tới chánh điện luôn. Đi tới luôn lên sân. Tới luôn. Dạ. Đoàn mình nhắc này lên trên chính điện của chùa Văn Linh mình cúng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sơn chắp tay niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Anh tặng vô chùa đừng có chọc ảnh nghe, anh tặng anh la ầm sùm nghe. Nhớ chưa? Chọc đúng là Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con chào chú đi. Chào con. Ơ ừ, chào con. Chào. Dạ. Mình đi thẳng vào trong chính điện bên trong luôn. Chào đi chung. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước đi. Về dặn lên sư mỏng thì chị thấy. Dạ. Lên sư mỏng là gặp hết. Rồi Tấn cái này mình đi đây rồi sao rồi đi đâu nữa Tấn? Dạ mình phía ra phía sau chùa có tứ thánh tích của Đức Phật, Huynh An Phạm sẽ chia sẻ về tứ thánh tích cho bà con mình nghe. Rồi cảm ơn đại Tấn. Chào cô. Rồi kính mời phái đoàn mình tiếp tục lên luôn. Chào chú Huynh. Chào Hiền Đại Vũ. Chào Hiền Huynh. Dạ chúc buổi sáng đoàn mình an lạc nha. Rồi cảm ơn Đại Vũ. Chú này là ở nhà. Ngồi chừng 5 phút nữa đó Hữu. Là chùa Vạn Linh. Đây là cây bồ đề gọi là Phát Bát La. Núi phía sau là Hy Mã Lập Sơn. Còn cái rừng đó Lục Giả. Con sông là Gạch Ni Liên Hiền. Thái tử ngồi ở nơi này 6 năm khổ hạnh và 49 ngày đêm ngài đã đắc đạo. Cô bác mình cứ ngồi mình niệm Phật đi, con quay làm kỷ niệm. Dạ con giới thiệu cô bác cái cây này là gọi là cái cây bồ đề ha. Bồ đề tên của nó là Tát Bát La. Ừ. Là tức là tượng trưng cho cái sự giác ngộ. Và cái dãy núi đó là cái dãy núi Hy Mã Lập Sơn ở Ấn Độ, cái chiều cao 8.880 m. Và cái rừng cây đó, cái chỗ đó gọi là rừng Lập Giả, là Nai Dưới Hưu ở rất là nhiều. Và cái dòng nước chảy đó gọi là Gạch Ni Liên Thiền. Và cái vị ngồi đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là ngồi 6 năm khổ hạnh ở nơi đây, gọi là ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy đó. Rồi tất cả những các hình đây gọi là hình chư thiên. Chư thiên ủng hộ ngài sau khi ngài đắc đạo để đánh Ma Dương á.
Còn này là chắc chừng 6 mấy 7 giờ người ta bật đèn lên đi gan sao trên trời á. Rất là đẹp. Cô bác mình thích cái chùa này không? Con nói để Tấn xây cho mọi người một cái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước kính thưa các vị thầy đại diện cho ngôi chùa Vạn Linh, kính đến tất cả quý bà cô bác trong đoàn hàm hương kính mến. Hôm nay chúng ta lại có duyên lành được trở về nơi ngôi chùa Vạn Linh, đứng trước ngôi đại hùng hậu điện, cung thỉnh toàn thể quý vị đồng hướng tâm về ngôi đại hùng hậu điện, đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung thỉnh có vị trí chúng ta đồng quỳ, đồng chắp tay lên trán nguyện. Nam mô Ba Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ba Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ba Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thành, chư Quan Thượng Thành, chư vị Sơn Thành, chư vị Năm Non Bãi Núi cảm ứng chứng minh. Nhân hôm nay vào ngày mùng 3 tháng 2 niên Quý Mão, tất cả chúng con có trở về nơi chùa Vạn Linh kính viếng, hiện diện đang quỳ trước đại hùng bảo điện, xin thành tâm cầu nguyện cho quốc thới dân an, bá tánh vạn dân được an cư lạc nghiệp, và cho toàn thể nam nữ pháp giới chúng sanh sớm giác ngộ tu hành. Xin thành tâm cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương. Xin thành tâm cầu nguyện cho gia đạo của chúng con được trên thuận dưới hòa, lần hành hương lần này được nhiều sức khỏe, khi đi vui vẻ mạnh lành, sau khi trở về nhà đồng giải hết quả căn, nghiệp bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, và kết duyên lành cùng Phật pháp tinh tấn tu hành cho đến ngày viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng chí tâm lãnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Nam mô Nam mô Thưa đủ đồng tác Phật dạy Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi kính mời phái đoàn của đệ tử tiếp bước ra ngoài phía sau hậu chùa rất là đẹp ha. Nam mô A Di Đà Phật. Anh Sơn tới rồi chị Thúy ơi, anh Sơn theo chị Thúy kìa anh Sơn. Rồi mời quý vị nói tiếp luôn. Tiếp nói luôn. Đây gặp gặp phải bà con luôn. Tất cả lòng thành đó thì đang nổi đèn đỏ, tay nổi đèn đỏ. Nổi lò. Tiếp bước luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ chậm lại anh Sơn. Chậm chậm đã bà con ơi.
hả? Niệm Phật anh Sơn nè nè, chắp tay niệm Phật bỏ cái rồi rồi nói sao chắp tay vào ngực rồi chắp tay niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Mày niệm Phật lên sân. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật. Nam Mô Phật. Đi ra chỗ khác tìm con mà cho con đây. Niệm Phật đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật đi. Niệm Phật. Lại đó anh nhà hồi luôn rồi. Niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, tới luôn, tới luôn. Tới luôn. Đây là thập bát la hán. Có cho tấn sắp kìa. Đi chung để rồi mình tìm hiểu coi là trong chùa thờ những cái pho tượng đó là như thế nào. Thì thưa quý vị, ở trong khuôn viên chùa đó thì quý thầy sẽ thường thờ những cái pho tượng Đức Phật như thế này. Quý vị mình nhìn ha, từ bên kia dài qua được gọi là tứ thánh tích, hay còn gọi là tứ động tâm, tức là bốn nơi quan trọng nhất của cuộc đời Đức Phật. Như lúc sáng con giới thiệu đó, bên kia đó là tượng của một cậu bé, đó là lúc Đức Phật mới vừa sinh ra, một tay chỉ trời, một tay chỉ xuống đất. Ngài nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Ngài bước bảy bước nở đỏ bảy đó hoa sen, bảy sáu đó hoa sen đầu tiên tượng trưng cho sanh tử luân hồi. Hoa sen thứ bảy ngài bước vượt khỏi sanh tử luân hồi. Tay chỉ đời trời, tay chỉ đất, ngài nói rằng trong ba cõi này ngài là người đầu tiên vượt thoát ra vòng sanh tử. Sau đó ngài lớn lên, ngài hiểu đạo, ngài tầm đạo, ngài xuất gia, thì đoạn đó tí nữa anh Phận sẽ kể chi tiết cho quý vị mình nghe. Thì khi ngài xuất gia đó thì ngài 5 năm tầm đạo, tức là vào thời đó chưa có đạo Phật, chưa gì có mấy mươi, có 96 mối đạo ở Ấn Độ, nhưng mà ngài tìm mãi chưa có một cái mối đạo nào đưa con người ta đến con đường giải thoát cả. Một câu nói chung chung giữa xã hội mà chúng ta hay nghe đó, đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy con người ăn hiền ở lành, đúng đó. Nhưng mà mỗi một cái con đường đạo nó sẽ đưa chúng ta đến một cái vị trí nhất định, giống như Lão Tử là dạy con người mình là có một đời sống hoàn thiện con người từ nhân nghĩa lễ chí tính. Lão giáo đó là dạy con người tu tập vượt qua khỏi cái lễ nghĩa thế gian, mà nó là tu tập vào bên trong để chứng quả tiên. Pháp môn Tịnh Độ đưa chúng ta về với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Còn Thiên Chúa đó, ngài có một cái nước Chúa. Chúng sinh đó hãy tin vào lời của Chúa thì sau khi mất sẽ được trở về với Chúa. Đạo Chúa nói như thế này, quý vị tin rằng có Chúa đi, làm theo lời Chúa dạy. Nếu mà sau khi chết quý vị có nước Chúa, quý vị sẽ sanh về với Chúa. Bằng không có nước Chúa, mình cũng đâu mất cái gì đâu. Cho nên hãy tin, hãy làm những việc thiện, những việc lành. Chúng ta niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu có Đức Phật A Di Đà, có cõi Tịnh Độ, chúng ta sanh về cõi thế giới Tây Phương Cực Lạc, Tịnh Độ. Còn không có cõi Tịnh Độ, chúng ta cũng không mất cái gì cả. Thế nên tin là được lợi cho chính bản thân mình,
Thế nên đó, Ngài tìm đạo nhưng mà chưa có một mối đạo nào đưa con người vượt thoát luân hồi. Lúc ấy Ngài tự tìm con đường của chính mình. Ngài ngồi 49 ngày với cội cây Bồ Đề, thưa quý vị. Đó là cái những cái cây này là đem từ Ấn Độ về, cái nguồn gốc xuất phát từ Ấn Độ. Thì Ngài ngồi 6 năm và tầm đạo 5 năm khổ hạnh, 6 năm tầm đạo. Ngài thuyết pháp cho 5 vị này nghe. Ngay lúc đó 5 vị này chứng thánh quả A-la-hán. Từ đó thế gian có tam bảo. Mình nghe đó là tam bảo, là Phật bảo, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Phật pháp bảo là lời Ngài nói ra, được gọi là pháp bảo. Lúc ấy Ngài thuyết tứ diệu đế. Tăng bảo là những người xuất gia theo tăng đoàn của Đức Phật. 5 vị này là 5 vị đầu tiên xuất gia theo Phật, được gọi là tăng bảo. Phật bảo là Đức Phật, pháp bảo là lời Ngài nói ra. Những vị tăng bảo là những vị xuất gia tu hành theo Đức Phật, là tăng bảo. Tam bảo là Phật pháp tăng. Ngài thuyết pháp 49 năm truyền cho tất cả mọi người, và người người tu theo đắc đạo rất là nhiều. Sau đó Ngài ăn một cái bát cháo nấm và Ngài bị bao tử tiêu chảy. Sau đó trước lúc Ngài chết thì Ngài nhập niết bàn ở cái gừng cây, gừng đó là gừng cây Sa La Song Thọ. Đây là những cái cây này, người ta cũng đem từ bên đó về. Ngài nhập diệt ở cái gừng cây này là kết thúc cái cuộc đời hành đạo của Ngài. Thế thì bốn cái điểm này là bốn cái điểm quan trọng: Đức Phật sinh ra, Đức Phật tu tập chứng quả với cội cây Bồ Đề, nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên, và sau cùng là kết thúc cuộc đời Đức Phật nhập niết bàn. Bốn điểm này nếu có một lần chúng ta tin ngưỡng lễ bái qua, phước báo người đó được sanh về cõi trời, đó là lời Đức Phật đã thọ nhận cho lúc này còn sống. Thế thì thưa quý vị, giờ đây cũng xin trân trọng giới thiệu Huynh Phận sẽ đến đây chia sẻ cho quý vị là cuộc đời của Đức Phật có những cái cống hiến như thế nào, có những cái điều như thế nào mà hôm nay chúng ta còn lễ lại Ngài. Mời quý vị ủng hộ cho anh Phật một tràng pháo tay. Em để cái phòng ngay chính giữa luôn ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý bà cô bác, anh chị em kính mến, thì vừa qua chúng ta đã nghe đại khái lịch sử ở nơi này do đệ tử trình bày. Thì mỗi một cái điểm giếng đó thì anh em tụi con sẽ kể cho cô bác mình biết, đặng mình 10 năm sau mình không đi chúng ta cũng vẫn nhớ. Ví dụ như đi tới cái điểm giếng thì tụi con làm thinh không nói gì trơn, rồi cô bác về nhà cũng không biết gì luôn nữa. Giống như kêu chưa bác chế đi vào đường, hỏi đó là núi gì, ông nói núi đá là rồi. Hỏi động gì, ông nói thạch động là xong đó. Này không phải chưa bác chế à. Mình, cái đòn của mình thì không phải chưa bác chế, cho nên là tới đâu là hiểu tới đó. Rồi tới cái điểm nào cúng đó, thì anh em tụi con sẽ hướng dẫn cô bác mình cúng tập thể. Còn chỗ nào không cúng mình đi qua. Vì từ dưới chân núi mà dài dài lên đây chừng 18 cái lưu hương vậy đó. Mà chỗ nào mình cũng xá cũng lại trơn rồi, biết nào tới không. Mà đôi lúc nhiều khi thấy đỏ đỏ xá thì mình không biết vụ gì luôn nữa. Cái đợt đó đi cái hướng Ba Chúc bển á, ba cái tử móc lộ giới của người ta dựng cái tấm bảng hai bà xuôi, tôi có hay lắm. Vũ áo rồi bịch bịch bút cho ba xá. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô. Con quen con hỏi bà xá gì với bà hai. Bà nói thứ đỏ đỏ là xá, mình lại biết gì đâu. Rồi cô kia có hỏi bà xá gì, bà nói thấy chị xui tôi xá theo chú anh. Rồi hai bà xui xá móc lỗ giới luôn. Rồi móc lỗ giới hỏi mấy cô có phước sao, có đâu. Rồi cái đi dài dài nửa đường Ba Chúc rồi, cái lúc đó trời nắng người ta sợ cháy rừng đó, để viết bốn cái chữ như chết đá đó, hút thuốc vụ tàn. Rồi hai bà quỳ lại cho bốn lại, mô như đầu Phật. Đến chừng nước lên con hỏi bà lại cái gì, bà nói cũng quyền thách tẩu mà ôi. Tại vì nghi bốn chữ tưởng có quyền thách tổ. Ra cái tâm thì tốt thiệt, nhưng mà gửi không có đúng chỗ thì cái phước không có. Cô bác anh chị em mình đi tới đâu thì anh em tụi con sẽ hướng dẫn điểm cúng và nghe lại lịch sử, rồi mình đi thì chúng ta nhớ kỷ niệm cả cuộc đời luôn. Thì thưa quý vị, cái cảnh mà đại tính kể Thái tử Sĩ Lạc Ta khi sinh ra đó là tới cái ngày thất đạo. Nhưng mà nó rất là quan trọng cái lúc mà Thái tử mà đi tìm đạo đi tu không có mấy khó đó. Khi mà Ngài lớn lên lập gia đình được công chúa Du Già Đà La và Thái tử La Hầu La, thì lần đầu tiên Ngài đi vào các cửa thành thấy cảnh già bệnh chết nha. Và cuối cùng gặp cái cảnh mà vị đạo sĩ đó, cái dáng trang nghiêm thoát tục,
cái phong độ chưa từng thấy bao giờ. Thì Thái tử mới hỏi ông à, vậy cái cuộc đời đang tươi thắm mà ông đi tu để làm chi vậy? Thì vị đạo sĩ mới nói là ta đi tu để tìm con đường giải thoát, không bận lòng sự trói buộc ở thế gian. Ta tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để xa lánh bức màn của trần tục, tu để đánh tắt lửa lòng tham dục, những làn sắc son là nỗi vị tan quang. Điện hạ ơi, nó gây biết bao quan nghiệp quái quâm, như số kiếp đã đưa tao vào hang dịch thẳm. Ta tu không để chân linh lem lắm, đeo miếng mồi phú quý bả lợi danh, vì đó là lửa gom đã thiêu đốt quả tim lành, và lần bước đưa ta vào con đường chỉ lạc. Thái tử đã thấy cảnh già bệnh chết áo não rồi mà thấy vị đạo sĩ có cái chí hướng quyết định xuất gia tu để thoát cuộc đời khổ. Trên lúc bây giờ tâm hồn ổng áo não tìm con đường thoát ly, bừng tỉnh lại mới biết đời là mộng. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, quyết đánh tan quan trái của cuộc đời, tìm chân lý đắp bồi nguồn đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, gốt cuộc rồi mồ lặng đắp xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, sống cát bụi cũng về nơi cát bụi. Thì khi mà thái tử thấy cảnh già bệnh chết bốn cửa thành là thấy sanh lão bệnh tử, nhưng hôm nay quý vị mình có duyên á, cô bác mình đi một cửa một thôi mình cũng thấy sanh lão bệnh tử. Cô bác biết cái cửa gì không? Mình vô cái cửa bệnh viện á là mình thấy sanh lão bệnh tử đủ hết trơn. Vô cái khoa sản đó, hoa 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 là một em chào đời. Rồi hồi mình đi tới cái khoa lão đó, chống gậy lập cập là cái khoa lão. Rồi tới cái khoa mà ho lao rồi đó, bệnh. Tới cái chỗ mà má ơi, má ơi, má ơi lên đường, cái đó là cái khoa tử. Sanh lão bệnh tử, cuộc đời ai cũng phải đi vào cảnh giới hư vô. Nên thái tử xin vua cha con xuất gia tầm đạo cả. Ông vua nói con ơi, đời đời tươi đẹp, sao con ngăn dòng nhiệt quyết. Tuổi còn xuân đừng tính chuyện đi tu, tuổi hạt cha già ương yếu, mấy triệu dân lành đang trông đợi nơi con. Con ham chi cạnh núi non, cha đau khổ Phật trời nào chứng chiếu. Thì thái tử nói nếu cha cho con xin ba điều kiện được, con sẽ ở lại hoàng cung. Một, cha cho con trẻ mãi không già. Hai, mạnh hoài đừng đau. Ba, sống hoài đừng chết. Ông vua nói điều kiện này khó quá. Hồi trước cha đã khỏe mạnh, nhưng bây giờ ngày nào cũng thuốc thang. Mẹ con là người cha thương yêu duy nhất, mà cuối cùng cũng bỏ cha mà vĩnh biệt. Nên những điều kiện này cha không thể cho con được. Thì thái tử nói nếu cha cho con không được, thì cái ngai vàng này, cha ơi, ngôi vị Đông Cung có giúp gì cho trăm họ? Chiếc ngai vàng đâu cứu độ chúng sanh. Tận hưởng thời gian ba vạn sáu ngàn ngày, chung quy cũng vướng vào con đường sanh tử khổ. Rồi mãi khi chút hơi thở cuối cùng, muôn việc không không thì cũng chắc chồng bao nhiêu tội lỗi. Thì lúc bây giờ thái tử đó là thừa đêm khuya lén trốn vào rừng. Nhưng bây giờ nhìn cái cảnh mà vợ đẹp với con ngoan nằm trong phòng lon đó quý vị, cái cảnh này khó nè. Đây là cái người thương yêu duy nhất của thái tử, nhưng ban ngày nói với công chúa thì công chúa không bằng lòng để thái tử xuất gia. Trong cái đêm khuya nhìn vào màn lon, nhìn thấy vợ con, ở trong lòng mà ông xót ruột. Đi á thì cũng không đành lắm, nhưng mà ở lại thì nhân loại chúng sinh đang chịu khổ. Thái tử nhìn vào màn lon, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mãi đau khổ, lưu luyến làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế giàu chiếc áo khách phiêu linh. Bát cơm hoàng tộc xin từ biệt, đội bát cơm lành độ chúng sinh. Công chúa ơi, khi sáng tinh sương nàng thức giấc, chắc nàng đau thương vì phải vắng mặt bạn vàng. Nhưng công chúa ơi, đừng khóc đừng than, hãy để cho ta vững bước trên bước đàn tu học. Này hài nhi, khi con giật mình buông tiếng khóc, ngày lại ngọc con đổ ra. Vợ thương chồng con khóc phải đòi cha, nhưng con ơi, cả tình đời là ảo mộng, rốt cuộc rồi nhân vật cũng quần không. Nếu có thương cha, con hãy chờ ngày vui chốn đại đồng, khi đắc quả thoát dòng sanh bệnh tử. Dưới ánh đèn mờ em ngủ say, nhìn em lần cuối để chia tay. Nhớ thương trở lại người yêu đó, cánh cửa đạo đời đã cách chia. Cái cảnh này, cái cảnh mà áo não thưa quý vị. Bây giờ thái tử mà dán cái màn xong đó, nhìn vợ con, rồi ông quyết định ông ra đi tầm đạo.
Ngày xưa Thái tử làm được việc đó, bây giờ xin hỏi bên các chú, các anh mình bên đây nha, mấy chị ở đây. Thí dụ như mà mấy chú mà định đi tu đó, mà vừa dán cái màn nhìn thấy mấy bả vậy đó, bây giờ mấy ông đi luôn không, phóng ngược chứ vô. Con nói với cô bác đó là từ xưa tới giờ lịch sử Phật giáo chỉ có gương của Sĩ Đạt Ta là ngài đi được thôi. Còn con thấy mình bây giờ đi cũng hơi khó nghe. Con thấy nhiều khi đi đâu đi chừng tháng hai tháng cũng mất nhớ má một tí quay chứ về hoài à, phải không? À, cái ông kia ông đi tu mà ông nói với bả đó là nhất định á, là chuyến này là ông tìm con đường đạo đó, là ra đi chẳng hẹn ngày về, chừng nào chở gót là bồ đề chỗ ông luôn á. Ông nói nhất định là chuyến này là ông đi ông tầm đạo, rồi chừng 3 tháng sau ông nhớ ông má ăn tí đi ông trở về. Rồi ông cặp bên ông nói sao mà nói hay lắm, bây giờ về sớm. Ông nói là bây giờ quá nhớ em đây anh trở về. Cấp đầu thì đắc đạo mới trở về, mà giấc này nhớ quá quay trở về. Tại cái tâm của mình là chúng sinh đó, ba hồi tu tới ba hồi tu lui, ba hồi tu xuôi ba hồi tu ngược, ba hồi tu được ba hồi tu không, ba hồi có chồng ba hỏi giá, ba hồi muốn ăn cá ba hồi ăn tương, ba hồi mới có lương, ba hồi thích đi đám giỗ không à. Nghe đạo á, thì mình muốn tu mà về tới nhà lu bu cái muốn nghỉ à. Niệm Phật thì muốn vô gặp thằng Lô Tô cũng muốn ghé nữa à. Ấy điên đảo làm con nổi đạo đời, đời con làm lạc liếng mê chơi. Đạo thì cũng muốn tu thành Phật, theo đạo con lại tiếc đời. Có đối phải cái tâm mình mà đi thẳng cái một là đắc đạo mất tiêu rồi cô bác. Ngày xưa các vị Phật đó, khi mà giác ngộ cái giác cái là tới chỗ luôn. Còn mình giác hồi làm như nó mỏi cái vai nó nặng quá cái mình để xuống, cái bắt đầu cái mình giác nữa. Do đó mà đã bao nhiêu kiếp liên trì vậy đó, một bước đi một bước dừng, đôi dòng trâu lại ngoảnh rưng rưng, ngoảnh nhìn thiềm cũ lòng chua xót, giả biệt cha già biệt cố nhân. Thì bây giờ Thái tử quyết định là xuất gia tầm đạo cả. Thái tử nói này không chú ơi, cái hạnh phúc của nàng là quý dường bao, nhưng đâu bằng cái hạnh phúc của mọi người đang mong đợi. Ta đi tìm ánh đạo vàng, xin giả biệt nàng và tạm biệt hầu la. Rồi. Thì lúc đó thừa đêm khuya đáng trống chào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá xông pha bờ bụi. Ngày thời ấy lên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì. Thì Thái tử cùng cái con ngựa kiền chắc nha. Thì cái cảnh bên đó quý vị thấy Thái tử đang tới cái dòng sông Anuma đó. Thì cái con sông này quá lớn đi. Thì Thái tử mới vi nguyện, nếu cơ duyên ngài đắc đạo độ chúng sinh, cho ngựa vượt sẵn trùng dương sang vào bên kia để ngài tầm đạo. Thì lúc đó đó, mắt nhìn lượng sóng Anuma, xin chứng cho lòng Tất Đạt Đa, quyết vượt trùng dương sang bỉ ngạn, tầm đạo cứu đời Phật Thích Ca. Thì con ngựa bay thẳng qua dòng sông Anuma xong thì dừng lại đó. Thì Thái tử cắt mái tóc, và lúc bây giờ sai Sa Nặc đó gửi lại mảnh cá long bào. Này Sa Nặc, đây là mão vàng, đây là đai ngọc, nếu có thương ta hãy giúp ý chí cùng ta, mảnh áo long bào ngươi hãy gửi lại vua cha, khi ta vắng mặt sang hà nhờ tay ngươi giúp đỡ. Thì hứa hẹn kêu Sa Nặc trở về hoàng cung lo việc phủ dương triều chính. Và một ngày nào Thái tử ngài đắc đạo, ngài quay trở về, thì trong vòng 6 năm khổ hạnh ngồi cái cội bồ đề đó, da bọc xương ốm lắm quý vị. Con nói ở đây đó, mình ốm dữ lắm đi nữa nhưng mà cũng mập hơn Phật ngày xưa. Con là siêu mỏng thiệt á, nhưng mà dù sao cũng mập hơn ẩm nữa, mỏng mỏng nhưng mà mình chạm vô cũng còn thịt còn xương nha. Nhưng mà trong sách kể Thái tử ngày xưa đó, cái tay ngày đụng cái da bụng là nó dính da lưng sao luôn, ốm vậy đó. Và tại vì ông ngồi thiền đó, ăn chỉ có hạt mè uống cái dọc xương không à. Có khổ nào bằng khổ Thích Ca, 6 năm nương náu chốn rừng già, bền lòng nắng lặn cùng no đói bao quãng năm trì giữa tháng qua. À, hỏi cha anh chiếc xe bán nhiêu mà chức, vợ phiền thấy vợ chẳng nôm na, cõi bồ ngồi em coi rồi em gọi lại cho anh ha. Đất màn trời rất thiết tha, mình ngồi đây mình còn ngồi trên đá trên gạch, ngủ mình thì nhiều khi nực có quạt gió, mũi thì có mùng, nhưng mà ông Phật là chịu hết chân, trốn gừng tầm ngồi chịu nắng sương, tìm đạo lý hiến cho trần thế. Ổng con nói ăn có hạt mè thôi mà còn tu nổi, còn cô bác đây tàu hũ nấm cơm cũng lẽ mình ăn không nổi phải không? Mình ở đây á, nhiều khi ăn chay có người nó hồi không có gì ăn, hồi xưa ông Phật có gì đâu ăn, mình bây giờ thịt tôm tép cá bông lao tới đủ thứ chứ, sườn non gà lát tôi nói mực tàu gì cũng có hết trơn. Rồi mình giàu hơn Phật ngày xưa cô bác, mình mập mình khỏe hơn,
mà Ngài đã tu được thì hôm nay chúng ta sẽ làm được. Phật thành được, chúng sinh thành được, thánh với phàm đều một bổn lai, khác nhau kẻ tỉnh người sai, chứ ai thì cũng như ai đủ hình. Và cuối cùng Ngài ngồi khổ hạnh đó, là lúc Ngài đứng lên là Ngài té xỉu. Nàng Mục Giả mới tặng cho Ngài một bát sữa, khi uống xong rồi đó, Ngài tỉnh dậy thì có một vị chư thiên cầm cái đờn ra khải. Chư thiên mà căng cái dây đờn dùng quá, khải lên cái tiếng đờn không nghe, đến chừng căng thẳng lên đờn cái là đứt dây. Lần thứ ba căng không thẳng không dùng, tiếng đờn phát cây dây diệu. Thái tử mới nhận ra con đường chứng đạo, nếu như mà dùng quá có nghĩa là mà nương quá đó, chiều cho cái thân quá thì dục vọng nó dễ sanh, tu hành khó. Ví dụ ăn nhiều ngủ nhiều thì tâm trí mình nó hôn mê, mà nếu căng thẳng quá ép sát quá thì chết trước ngày đắc đạo. Cho nên thái tử giờ đó đói là ăn, buồn là ngủ. Thì giờ trên bước đường đạo của bác mình cũng đừng ép sát. Ai mà mới có ăn chay đó nghe, nhớ đừng có ăn chao tương hộp dưới ba độc lan hoài, tụi mâm nó mau bay lắm. Bây giờ cô bác cũng tàu hủ nấm cơm dùng con lai gai nha, dùng mới chất sữa phải nước cơm pha đường chứ, chứ đâu phải mà không queo không quéo không quèo hoài sao được. Mới tập ăn chay phải ăn cái món nào cho ngon ngon, đặng cho lên ký đừng như siêu phẩm nha. Lên ký đặng cái người ta, người ta muốn ghé cái bến chay của mình ta cũng phái nữa, chứ ăn chay mà ôm nhóm nhắc ta gặp ta sợ. Tại chỉ con với đạo tướng ta giữ cái hạnh của Phật Thích Ca, khổ hạnh ốm đó. Chứ bây giờ quý vị thời này phải tu như Phật Di Lặc mới được nha, mập lên đặng mình biểu hiện cái gương tà hữu của mình mới được, giống đầu vũ với đầu nghẽ hả. Vậy thì bây giờ đó là mình đói mình ăn, khát mình uống, mệt là chúng ta ngủ, rồi mình duy trì hành đạo, rồi sống bằng cái tâm thiện, niệm Phật làm lành, thương cha dưỡng mẹ, thì mình sẽ đi theo cái gương của Phật Thích Ca. Và cuối cùng Ngài đã đắc đạo và làm bước Ngài độ nên Kỳ Trần Như, Như Phật Pháp Tăng. Rồi Ngài tới cái nơi đó là Ngài nhập Niết Bàn, là thế gian gọi là chết đó. Đức Phật đó gọi là nhập Niết Bàn, ông vua gọi là Băng Hà, còn mình ở đây gọi là Tử Ẻo đó, tức là chết đó, vĩnh viễn cái lò gạch đó. Thế thì con người mình á, ai sống bao lâu đi nữa thì cũng phải đi vào cát bụi. Gương của Đức Phật muốn nói lên là 80 tuổi Ngài cũng trả thanh tứ đại, 19 tuổi xuất gia tu hành, 31 tuổi đắc đạo, 49 năm truyền đạo, là tổng cộng là Ngài 80 tuổi và Ngài bỏ xác. Ai ở trăm năm cũng phải về, hành trang chẳng liệu cho khê, của tiền vật chất trăm muôn chuyện, đạo đức tinh anh giữ trọn bề, phú quý vinh hoa dường mộng ảo, mồi danh gẫm lại chuyện nồi kê, sao bằng tinh tấn theo đường Phật, cực lạc liên hoa sẽ vượt kề. Đó là bên kia nha. Thế thì bây giờ cũng đồng thời là một cái chết, mà cái người mà người ta tu đúng á, chết cái ta về trên luôn, gọi là ba xuống á là ta buông xả, còn mình á là ba len á, nếu không xong là cỡ như là cuộc đời mình nó lên men luôn. Tại vì nếu như không tu á là cái chết của mình nó không có hướng về. Những người ta có vốn á làm ăn á, người ta qua sông cảnh khổ tan thương, khổ quá chèn, ta bà khách tục mãi đua chen, chi bằng tinh tấn theo đường Phật, thác về chính phẩm ngự hoa sen là bên kia. Còn đây không tu, sống lo tranh đấu rồi cũng chết, hồn ma đưa đám lụy không kèn, vợ con thương tiếc giàu cho lắm thì cũng chỉ nắm mồ dán gạch men là xong. Rồi thôi, chương trình tới đây xin tạm kết thúc nha. Chúc cho cô bác anh chị em mà được vui vẻ nha. Nam mô Di Đà Phật. Rồi phái đoàn của mình sẽ tiếp tục là điện bò hông không quý vị ơi. Vẫy tay chào cô bác đi vui không? Vui. Anh Sơn, bỏ. Rồi đi theo mấy chú lên sân. Con chiên thôi, con chiên thôi. Tại sao thầy cứ lên cứ về vậy?
con tu uống đồ lên đây là chị chắc thì con tu quá. Con ăn thịt trong đồng mè lấy con thịt tấm chiếc này chắc con gái con ăn chay. Dạ dạ được được. Rồi nghe nghe đó. Nói hay quá chừng luôn á. Dạ. Dạ. Dạ quần hông. Anh Sơn niệm Phật, anh Sơn. Sơn. Niệm Phật chắp tay niệm Phật lớn lên. Nam mô Phật chắp tay niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nữa chậm chậm. Rồi niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm 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 tới luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nữa nữa. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nữa nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nữa. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xích xích vô chị thấy. Chậm chậm ông Sơn. Con đi chậm á Tấn. Kéo kéo ông chậm chậm lại Tấn. Chậm lại ông Sơn ơi. Chậm chậm rồi. Chậm chậm lại bà con ơi. Rồi rồi rồi. Rồi nam. Rồi ném. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đi lên bùa hông, bùa hông. Có người đi người không không biết nữa. Nãy có thông báo rồi. Đoàn lăng đinh đi mua hông. Yeah.